Rồi mình sẽ tiếp tục ha. À, câu này câu số 15 thì mình làm rồi ha. Câu 14 thì cái vị tự biến điểm M. Nó cũng làm rồi ha, lấy trừ 2 nhân thôi, Vết vị tự thì trừ 2 nhân thôi câu C đúng rồi. Câu 15 này thì mình làm rồi câu C, 3 điểm. Câu 16 một phần oxy cho đường tròn C viết phương trình C phẩy ảnh này thì câu này mình cũng làm rồi. Đó mình làm rồi. Rồi, lan Huệ vào. Tiếp tục ha. Rồi trong các phương trình sau trình nào có nghiệm à, Thì bài này các bạn giải như sao các bạn Bài này thì cũng không khó lắm Nên Không khó lắm à, Câu số 17 này mình chưa làm đúng không Mai sao Mai Câu 17 này sao Dạ em coi em lấy Code trừ 6 em giờ, Trừ 6 hành 6 em thấy nó Không có nghiệm anh tại, lấy, tại sao không, không có nghiệm chính xác rồi vậy, có câu b. Gì cũng gì vậy câu ơi câu B ơi sao câu B, câu b có nghiệm có nghiệm rồi rồi đúng rồi à vậy là câu 17 b chính xác rồi nha câu này thì cũng không có gì đặc biệt người ta rồi câu 18 câu 18 thì Ờ à, sao các bạn à câu 18 này thì 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 làm rồi hôm bữa mình nói rồi hôm bữa huy nói như sao tiếp câu 19 câu 19 thì cũng ok ha làm rồi 50 câu hỏi này câu b 12 tức là cái video trước mình làm rồi á à, câu này thì hình như là cũng uh, cũng nhiều số nhiên lẻ ba chữ số khác nhau à, câu này cũng làm rồi luôn ra 48 đúng không nhớ là vậy rồi công thức tính cái này sách giáo khoa bỏ qua cái này Rồi câu này như chưa làm mà đúng không Con 23 nè à. Con 23 Rồi trong phẳng này có điểm mà phép đồng dạng ép à, liên tiếp phép bị tự tâm ô tỷ số cao 1 2 quay và quay chúng ta thấy là với tâm ô tỷ số cao 1 phần 2 á, thì m nó sẽ thành gì m phẩy à. với tọa độ là gì khang khang tọa độ là gì khang nó nhào tắt mít nó hả ghen nó nhỏ ờ rồi Vậy tiếp bạn bằng cái tiếp hoại hoại dạ. em mờ sao dạ. yeah. một hai anh một hai m 12 2 vẽ vô ít 11 1 Y bằng 2 Thì mình sẽ có cái này Em ở đây <laughs> Rồi mình quay một góc âm 90 độ Âm 90 độ là từ này nè Các bạn có cái này nè OM M M chứ M phẩy sau khi mà thực hiện cái phép vĩ tự tâm ô này nè Thì nó quay một góc 90 độ Để các bạn thể thấy là Cái điểm M phẩy á M2, tức là sau khi mà nó quay 90 độ là, là quay Quay ngược, ở ừ, quay cùng chiều kia đồng hồ đúng không Đó Thì này sẽ quay xuống là Là nó nằm ở khoảng là 1 Ủa là 2 trừ 1 chứ 2 trừ 1 à, Đúng không, phải như vậy không phải như vậy không phải như vậy không phải đúng không đúng không chắc là đúng. chắc là đúng chắc là đúng chứ cái phép quay âm 90 độ của em là sao em nghĩ nó quay ngược lại quay ngược lại cái gì Ở phải không ta Em biết Quay là lấy dụ như quay 90 độ thì thì mình sẽ làm sao Còn quay âm 90 độ thì sẽ làm sao Quay 90 độ Theo chiều kim đồng hồ đúng không anh Hỏi mấy bạn khác nữa coi Hân sao Hân Sao Hân Dạ yeah. Là quay ở gì gì sao nó sẽ quay từ ở trên xuống quay từ trên xuống à, cái góc ừ. quay <laughs> cái à, cái dấu này nè <laughs> nó giống như cái đường tròn đường giác vậy các bạn ví dụ như bạn quay 90 độ đó, là bạn quay lên Rồi quay âm 90 độ á, các bạn quay xuống cho đến đạt cái điểm này thì nó là như vậy nè, làm sao cho cái góc này bằng 90 âm 90 độ. Được không? À. Thì cái đáp án của bài toán này á, là câu A. Ủa, vụ Rồi câu số 24 gọi S là tập hợp số tự nhiên có 3 chỉ số đồng một khác nhau lập thành từ những số này. Chọn ngẫu nhiều số từ S tính xác sức để số được chọn chia hết cho 3. À, bài này thì cũng dễ các bạn. Rồi. Xong. À, đầu tiên là bạn sẽ lấy cái mẫu, á, là bạn sẽ chọn một cái cái số, à, một cái mẫu lấy số nhiên đều một với nhau lập thành từ số này à, thì cái mẫu có ta có 5 số thì chúng ta sẽ lấy 3 số thì chúng ta chọn sao các bạn? lấy cái mẫu trước, lấy không gian mẫu trước. là? phúc. năm. ừ? nhưng mẫu là năm gì năm trong nhân mẫu là năm gì đó hả hả à. chập ba cái gì chập chập gì năm chập ba năm chập ba anh sẽ viết làm sao c năm ở dưới ba chứ nếu mà chữ C thì gọi là gì? À, chữ C thì gọi là gì? Rồi ừ, em nói em đọc chập ra không biết đúng không? Em đọc đó 5 chập 3 là sai nha Không có <laughs> không có đọc 5 chập 3 5 chập 3 là sai Mà chữ C này em gọi nó là gì? Em không biết Rồi hợp á tổ hợp hay chỉnh hợp c là tổ hợp hay chỉnh hợp c là tổ hợp Vậy trong trường hợp này mình chọn tổ hợp đúng không Chọn tổng hợp đúng không? Chọn chỉnh hợp đúng không anh? Tại sao chọn chỉnh hợp? Tại à, hồi nãy em thấy bà kia nhắn. Nhắn gì? Như tại nó khác nhau nên phải chọn chỉnh hợp. Cái gì khác nhau? Dạ, số đôi 1 khác nhau. Đúng rồi, đó, đôi 1 khác, khác nhau. nhau. khác nhau. À, đôi 1 khác nhau. Đôi 1 khác nhau á à cái từ đôi một khác nhau nó mang ý nghĩa là mình sẽ chọn ha à, mình sẽ chọn tổ hợp hoặc là chỉnh hợp tức là bạn chọn chỉnh hợp hoặc là tổ hợp. Cái sự khác nhau giữa giữa tổ hợp và chỉnh hợp này á à sự khác nhau giữa hai thằng này duy nhất là ở chỗ là nó có thay đổi vị trí hay không. Tức là bạn chọn 1 2 3 ha à, thì tổ hợp á 1 2 3 3 2 1 2 3 1 hay là gì đó nó vẫn như nhau. Tuy nhiên chỉnh hợp á 1 2 3 nó khác 132. À nó khác 213, nó khác 231, nó khác 312, nó khác 321. Hiểu vấn đề không? À thì trong trường hợp này á là số tự nhiên. À, cho nên đó mình không thể nào mình chọn chỉnh hợp, ổ lộn, không thể nào mà chọn tổ hợp được. Không chọn được vì mình chọn cái thằng này á là nó chỉ 123, 231, 12 hay là 231 vậy á, nó như nhau. Nếu mà tổ hợp thì nó như nhau. Còn chỉnh hợp á là mình sẽ tính được cho nên đó, trong cái trường hợp này không gian mẫu của chúng ta đó là mình đọc là chỉnh hợp ha. ở đây anh anh sẽ ấy rồi. Mình sẽ gọi là chỉnh hợp. À chỉnh hợp là a, à, cái sách giáo khoa ký hiệu là a, chỉnh hợp chập uh, 3 của 5. Đó à, thì mình sẽ viết a53. Đó à, nha Phúc. Chỉnh hợp chập 3 của 5 hoặc là tổ hợp chập 3 của 5 chứ không có dụ là tổ hợp gì chỉnh hợp 3 năm gì à, bạn phải đọc đúng thì người ta mới ghi đúng được còn bạn đọc người ta không hiểu là không được giống như mình nói hai ngoại ngữ khác nhau vậy mình nói tiếng việt người anh không hiểu à, đây là những cái ngôn ngữ của toán học những ký hiệu là ngôn ngữ của toán học mình nói đúng thì người ta mới viết được à, còn nói không đúng có nghĩa là mình chưa hiểu mình chưa hiểu mình phải đọc lại rồi Đầu tiên là tổ chỉnh hợp chập 3 của 5, tức là mình chọn ra 3 số bất kỳ trong 5 cái số này và 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 sắp xếp vị trí của nó. ha thì mình sẽ lấy chỉnh hợp chập 3 của 5. Rồi ở tử thì mình sẽ lấy gì? Xác suất để số được chọn chia hết cho 3. xác sức để số được chọn chia hết cho 3. À, các bạn xác sức để số được chọn chia hết cho ba các bạn câu này được dạng là nâng cao ấy chia hết cho ba thì sao điều kiện chia hết cho ba tổng các chữ số chia hết cho ba thì bạn sẽ chọn những số nào bạn sẽ chọn những số nào <laughs> nếu như bạn có một hai ba thì có chia hết cho ba không? chọn ba với sáu ba với sáu là sao? ba là sáu chia hết cho ba rồi làm sao nữa rồi em sẽ tính sao? nên uh, n là bằng hai chia gọi hai chia cho A53 là bằng đây xếp. Hai là sao? Hai là sao? Dạ tại vì có có hai số chiên hết cho ba nên cái n mở mặt a đọc là gì em quên nè anh ừ? cái tính sáng sức để giải sách đây, coi đọc là gì em quên nè để thấy đi bạn bạn đang bị nhầm lẫn một cái điều gì đó rồi À. không sao cứ ấy đi anh 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 chỉ cho tại vì đề á nó kêu á là xác sức để chọn cái số được chọn chia hết cho ba cái số mà được chọn chia hết cho bà, ha, à, thì ví dụ bạn chọn số một hai ba, bạn chọn ra ba số một hai ba tổng của các chữ số số một số hai và số ba chia hết cho bà thì những cái vị trí của nó một hai ba ba hai một hai một ba gì đó tức là ba dây thừa tức là có sáu cái vị trí liên quan của những cái số này nó sẽ chia hết cho bà À 123, 132, 213, 231, 312, 321. Đó à, có 6 cái vị trí. Tại sao? Mình chọn ra số 1, 2 và 3 thì 1, 2 và 3 nó phải gì? chia hết cho 3 thì dù nó có thay đổi vị trí đi nữa thì nó vẫn sẽ phải chia hết cho 3 lý do là tổng các chữ số chia hết cho 3. Ha. À, thì mình sẽ chọn nè, 1 2, à số 1, số 2 là tổng là chết cho ba rồi thì mình chọn số 4 được không? Không. Chọn số 4 lên thì tổng cái chỉ số ra 7 rồi. 1, 2, 4 không được. À, mình chọn 6 thì được. 1, 2, 6 thì được. À, tức là mình lấy 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 6. Tiếp tục. Các bạn chọn tiếp. À, đối với cái cặp 1, 2, 3 này thì bạn có 3 dây thừa cách chọn. Tức là sao? Tức là mình thay đổi vị trí của ba cái số này 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2 gì đó à, Mình thay đổi Thì nó sẽ ra 6 số Thì mình cứ điếm coi mình có bao nhiêu cặp Thì mình lấy 6 nhân với số cặp đó thôi Nhân với số cặp Được không? Nhân với số cặp 6 số nhân với số cặp Nha, à, thì thì ta thấy là số 123, 124, 126. Ha? À, rồi. Chỉ có 123, 126 á, tổng lại là 6, tổng lại là 9 là được nè. Rồi chúng ta có số gì? 13. Đó, à, 12 rồi tới 13. Đó, à, 134. Ra 8 không được, 136. Cả 10 không được, vậy là 13 không được. Tiếp tục 14. Đó, à, chúng ta sẽ xét từng cặp từng cặp như vậy các bạn. À, thì chúng ta có bao nhiêu cặp? Có bao nhiêu cặp? Chúng ta sẽ tổng cộng có là 5C3 cặp, tức là chúng ta có tổng cộng 10 cặp. Và trong 10 cặp đó có bao nhiêu cặp có tổng các chữ số chia hết cho a thì nó chính là cái số cặp này. Ha? À. Thì không có cách nào khác ngoài cái việc là mình phải liệt kê ra cho đúng 10 cặp Được không? Mình sẽ phải liệt kê làm sao cho ra đúng 10 cặp Thì anh sẽ bắt đầu anh liệt kê đây 1, 2, 3 Ok ha 1, 2, 4 1, 2, 6 Đó là thứ nhất 1, 3, 4 1, 3, 6 à, 1, 3, 4, 1, 3, 6 Ok 1, 4, 6 Ok ha là à, 6 cặp rồi bây giờ chúng ta có 2 ba bốn 2 ba 36 2 ba bốn 2 3 36 à, tiếp tục hết rồi 2 4sá à, 2 3 4 2 3 6 2 4sá tiếp tục 3 4 6 3 4sá là xong ta coi thôi đủ 10 cặp không đây là 4 cặp nè 8 cặp nè 10 cặp nè Tại sao biết 10 tại vì nó chính là gì Chọn 3 thằng, chọn 3 thằng trong 5 thằng là gì? C, 5, 3, tức là tổ hợp. Chọn 3 thằng trong 5 thằng mà không thay đổi vị trí, mình lấy 3 thằng trong 5 thằng thôi. Thì giờ mình xét từng thằng nè, từng cặp nè. Ví dụ, 1, 2, 3. Ví dụ, ví dụ 1, 2, 3 là nhận nè, tại vì tổng các chỉ số chia hết. 1, 2, 4 không nhận, à, thằng này nhận, thằng này nhận. 124 không nhận 126 nhận 134 là ra là 8 không nhận 136 ra là 10 không nhận 614 ra là 11 không nhận 234 ra là 5 cộng 4 ra là 9 nhận 236 là 5 6, 11 không nhận 246 là ra 16 không nhận 16 không chết cho 3 và 346 13 không chết cho 3 đúng không có cặp nào mình bị lọt không đây nè 246 hình như là được nè, 24 24 24 là 66, đúng rồi, cặp này nhận nè. Nà, 634 không được, 6 bỏ đi, 6 bỏ ra 14, 6 bỏ 2 này bỏ ra ha, bỏ nè. Còn này 124. 24 này là 7. Rồi ok. Như vậy là ở đây thì mình chỉ có 7 cặp số thôi, 7 cặp số. À, 123 126 này nè. Rồi mình nhân với số 6 tại vì số 123 có thể dây thừa ra, cái cặp này có thể 3 dây thừa ra mà 3 dây thừa nó bằng 6 cho nên mình mới lấy 6 nhân số cặp còn nếu mà đúng á à, thì mình sẽ lấy là 3 dây thừa tại vì mỗi cặp số thì mình sẽ có thể đảo được 3 dây thừa vị trí à, và ở đây mình có 4 cặp thôi ở nhân số cặp là nhân 4 rồi mình chia cho không gian mẫu, không gian mẫu là lấy 3 thằng trong 5 thằng và thay đổi vị trí của nó à, thì cái đáp án của bài toán này sẽ ra là như vậy ta sẽ thấy là 3 dây thừa Chúng à, ta thấy ba dạy thừa nhân với số cặp Vậy đây chúng ta có 4 cặp 4 cặp theo cái này 4 cặp là thảo mãn điều kiện ha Rồi chúng ta chia cho 5B 5B3 Chúng à, ta ra 2 phần 5 là đáp án A Là chính xác ha 2 phần 5 Là đáp án chính xác Các bạn hiểu cái bài này không? Cái bài này nó có nhiều bước á là bạn chọn đáp án A chính xác này nó hay à hả à bạn phải 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 hiểu ha phải hiểu tới tới tận góc ngọn thì mình mới 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 gặp những cái bài khác mình mới giải được à, và đi từng bước được không đây nó kêu tính xác sức thì phải có không gian mẫu và tính được cái xác sức tức là số lần mà nó xuất hiện đúng thì mình mới tính ra được rồi mình mới hiểu là số chia hết cho ba không phải lấy số 3 hay số 6 ra không thể nào mà bạn phải nói là cái số mà được chọn á, là số có 3 chữ số thì tổng cả ba chữ số đó phải chia hết cho bà đó thì để mà không bị sót các trường hợp á à, đi hồi nãy với anh á một hai ba một hai bốn một hai sáu rồi một ba bốn một ba sáu rồi ba bốn ở lộng một xong rồi rồi một bốn sáu rồi một xong một xong thì bỏ nó ra đi rồi hai ba bốn hai ba sáu rồi hết rồi hai bốn sáu hết à, rồi ba À, rồi ba bốn sáu rồi đó vậy đó đó thì mình sẽ có những cái trường hợp như vậy thì tổng ra là mười trường hợp làm sao biết mười trường hợp? là tại vì mình có máy tính mình bấm thôi à, có tổng cộng là mười cái trường hợp à, để mình chọn ba chữ số bất kỳ trong năm số này đó à, vậy ha được không được không các bạn phải coi lại cái video để mà hiểu cái bài này tại vì hả bạn đừng 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 có thấy khó quá các bạn bỏ qua khó quá bỏ qua là 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 chết Nó khó quá là phải coi lại coi lại hoài nghiệm của phương trình này ta đi qua câu 25, nghiệm của phương trình này thì thì không có khó các bạn hả, cứ bấm máy vô thôi ở đây thì anh có thể can cho các bạn cũng được chúng à, ta ship tan trừ nè để chúng ta coi nghiệm của nó là bao nhiêu Xếp tan trừ một nè ra trừ bi chia bốn thì nào trừ bi chia bốn thì mình lấy thôi à, trừ bi chia bốn cộng k à, không thì các bạn lấy trên máy ra à, tan thì trừ bi chia bốn cộng k thôi đúng không giải hàm tan thì chỉ có một nghiệm thôi đúng không Đúng không các bạn cái hàm tan nè Đâu rồi Quay ngược lại Quỳnh Mai sao Quỳnh Mai Câu 25 dạ. 25 đúng không Dạ đúng Câu 25 giải làm sao Em giải làm sao Dạ em bấm máy nha anh Bấm sao? À, xếp tan trừ 1 Ờ à, rồi sao nữa? Xong lấy nghiệm đó em cộng cho KB Cộng cho KB Ừ ok Cái bài này á nó có thể á khi mà bạn bấm cái nó không ra trừ bị chia 4 đâu. Nó ra trừ bị chia 4 là đúng là nghiệm rồi. Tuy nhiên cái họ nghiệm á, có thể là nó khác nha các bạn Chứ không phải là lúc nào á Đôi khi bài này bạn không thấy trừ bi chữ 4 đâu Anh sẽ cho các bạn một cái trường hợp nó vẫn đúng nha à, Nhiều trường hợp vẫn đúng chứ không phải là một trường hợp vẫn đúng Chúng à, ta thấy là chúng ta có là X á à, Tức là cái nghiệm mà mình giải thường quy á nó Giải thông thường á, là X bằng trừ bi chia 4 cộng k bi Cộng k bi à, Thì trong trường hợp này á Mình có thể cho k bằng 1 nếu K bằng 1 á à, Thì X của mình sẽ bằng gì? K 1 trừ B 4 Là B trừ B chiếu 4 Còn 3B chiếu 4 3B chiếu 4 Thì cái họ nghiệm lúc này á Có thể là vì Phúc. Phúc Cái họ nghiệm lúc này á lại lúc đầu Đây Ví dụ như tan ít đó Thì bằng Trừ 1 Thì mình giải bình thường á Bấm máy hay là làm gì đó Thì mình ra cái nghiệm ít ở đây Với ít bằng nhiêu đây nè à, Với k bằng một anh thế vào k bằng một anh thế vào Thế vào cái họ nghiệm này nè Thì lúc này cái họ của chúng ta sẽ thành được cái gì Nó vẫn đúng Chắc chưa, hiểu ý anh Nè, à. Thì cái nghiệm á, x bằng 3 phần 4 bi à, cộng k pi Vẫn là là nghiệm của phương trình đó ít à. X bằng 3 phần 4 cộng k pi Vẫn là nghiệm ha Cho nên á, đôi khi các bạn sẽ không thấy cái đáp án là X bằng trừ b chia 4 cộng k pi để các bạn chọn đâu Mà đáp án có thể là x bằng 3 b chia 4 cộng k pi ở trong cái bài toán này là như vậy anh cho các bạn coi một cái trường hợp khác thôi nha các bạn hiểu ý anh không À, với K bằng 1 họ thế vào Họ sẽ ra x là 3B chia 4 à, Và cái họ nghiệm của phương trình đó Nó vẫn có thể là 3B chia 4 cộng KB à, Cái họ nghiệm á, nó chỉ đơn giản là gì Là nó biểu diễn cái gì Nó biểu diễn cái cái vị trí này thôi Hai cái vị trí này thôi các bạn Cái họ nghiệm nó chỉ đơn giản là Nó biểu diễn hai cái vị trí này thôi à, Tan á, thì nó bên này à, đây thằng này cộng với kb là ra này này cộng kb ra này à, cho nên á chỗ này á nó là 3 b chia bốn ba b chia bốn nó là 3 b chia bốn cho nên á nó cứ là điểm này. Ra điểm này cộng kb ra điểm này cộng kb ra điểm này cộng kb ra điểm này cho nên đã bao phủ cả cái họ nghiệm của cái cái phương trình này rồi cho nên á cái phương trình này có thể đó, nó sẽ biểu diễn ở nhiều cái nghiệm à, nhiều cái diện cái giao diện khác nhau tức là ít có thể bằng trừ bi 4 cộng ca bi ít có thể bằng 3 bi chứ 4 cộng ca bi cho nên bạn phải biết à, và tất cả những cách biểu diễn như vậy nó đều đi tới cái dòng tròn lượng giác là nó chọn hai cái điểm này thôi chọn hai điểm này thôi ha đó cho nên hai uh, <laughs> câu 25 á <laughs> thì nó chỉ chọn cái điểm là trừ bi chia 4 thôi À, anh anh vẽ cái này là là vẽ 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 sai rồi thằng này là bi chia bốn chứ không phải trừ bi chia bốn à, nhưng mà 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 à, cái nội dung của nó là như vậy rồi câu số 26 bài trắc nghiệm khách quan có 10 câu hỏi mỗi câu có bốn phương án trả lời có bao nhiêu phương án trả lời sao phút câu này sao phút sao phút Phúc, con này chọn gì? Con B. Con B hả? Tại sao? Một câu có 4 phương án cho lại 10 trò thì có 4. Hợp lý, đúng rồi. Có tổ hợp chính hợp gì không? Không. À. Không. À. Ừ. Nếu cũng câu này mà anh lấy 10 C 4 tức là tổ hợp À, chập 4 của 10. Thì cái cái câu đó mang ý nghĩa là gì? Cái tổ hợp chập 4 của 10 á. Mang ý nghĩa là gì Phúc? Anh anh nói cái câu đó đó. 10 C 4. Chọn 4 trong 10 câu. Hả? Chọn 4 trong 10 câu. Chọn 4 trong 10 câu. Ừ. À, đó, đừng có đừng có nhầm lẫn những cái đó nha. Cái bài này thì nó quá dễ. À, câu này thì nó quá dễ, nó quá dễ là tại vì mình cũng đang làm trách nghiệm đây 10 câu, một câu 4, mỗi câu hỏi 4 án trả lời thì có 40 phương án trả lời thôi Được không? Vậy thôi, rồi, thôi qua câu 27 đi Rồi câu này thì làm rồi, bỏ qua Câu này, à, thế số vô, làm rồi bỏ qua Câu này làm rồi bỏ qua Câu 29 làm rồi ha à, Những cái video trước á, à, cái bài hôm trước đó Rồi câu 30, đề này thì có 40 câu rồi đúng không? rồi giá trị lớn nhất của hàm số này là nhiêu? Ồ quá dễ ai, ai trả lời nhiều anh câu này cơ bằng ba. <laughs> bây giờ do giờ. để bữa em bấm máy giống của anh chị anh em xài cái bảng em thấy nó lên tới ba là dừng hả? dạ, em thấy là được hai phẩy chín mấy rồi đúng rồi đó đó cũng là một cái phương án tuy nhiên á trong bài toán này thì nó quá dễ nó quá dễ để mình làm cái phương án giống vậy à, khảo sát cái hàm số á. À, bài này thì nó quá dễ để mình làm cái điều đó à, tại vì làm cái điều đó đó làm cái khảo sát hàm số giống như mình bấm trên máy tính á là nó chỉ nó sẽ kéo dài thời gian hơn khi mình giải bài này tại vì bài này á mình rất là đơn giản <laughs> Thằng sin x á, thì nó chỉ nằm trong khoảng từ trừ 1 tới 1 Như vậy lớn nhất của hàm số này khi mà sin x lớn nhất tức là là 1 2 x 1 là 2 cộng 1 ra là 3 đáp án của C Đúng không? Thằng sin x nó là như vậy Nhưng mà mình phải hiểu là mình đang làm cái gì nha <laughs> à, Nhưng mà cái cách mà gọi là an toàn nhất của các bạn á <laughs> Cách mà an toàn nhất của các bạn là các bạn khảo sát hàm số giống vậy là an toàn nhất Nếu mình không hiểu gì cả Thì mình nên làm như vậy À, và dù mình có hiểu đi nữa mình cũng nên làm hai cách tức là giống như anh á anh mà muốn chắc ăn á thì anh nói à đáp án của bài toán này là ba tuy nhiên để mà nó chắc ăn thì anh phải bấm cái hàm số này vào trong máy tính để anh khảo sát nó một cái nữa để cho chắc ăn đúng là ba để cho cái đầu của mình á đôi khi cái đầu của mình cái suy nghĩ của mình nó lừa mình các bạn cho nên là bạn phải hiểu mình đang làm gì và mình phải tự tin ít nhất à, khi mà mình gọi là tự tin á tự tin là sao là ít nhất bạn đã từng gặp cái bài toán nó một lần rồi và bài toán nó chỉ có một cách giải duy nhất như vậy thôi và mình cứ áp cái cách giải đó vào là xong bạn hiểu vấn đề không à, còn mà mình chưa từng gặp nó thì mình nên làm nhiều cách để mình xác định là nó chính xác rồi qua câu 31 câu này thì 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 đơn giản vậy thôi rồi tiếp từ một nhóm mười rồi 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 câu này thì ok ha câu này có ai không biết làm không phúc giải thích anh câu này phúc câu ba mốt 21 là khoảng 3 sinh nam trong 15 bằng sinh nam à. nhân với sinh là... nữ trong 12 trên nữ rồi chính xác rồi chọn đó là tổ hợp với chỉnh hợp anh thấy có hai con AB nè wow. hoa wow, lý do lý do à. đúng đúng có A rồi đó đúng đó, hay đấy nhưng mà lý do phải có lý do nha không có sắp xếp này. Nó không sắp xếp hả Không sắp xếp là sao ạ Chưa hiểu Không sắp xếp là sao đúng rồi ha phần lớp tiếp tức là bạn chọn ra ba học sinh nam trong mười học sinh mà <laughs> lấy cái ba thằng ví dụ như lấy cái ba người nam đi và ba người nam này thì sao đâu có phân làm trưởng lớp phó lớp hay là cái gì đâu đúng không mình mình không không phân như vậy ừ rồi tiên vô rồi đó thì mình không có phân như vậy mình không phân là à, lấy ba học sinh rồi người thứ nhất làm gì người thứ hai làm gì người thứ ba làm gì vì mình không có phân như vậy không phân biệt lấy ba học sinh thôi lấy ba học sinh đơn giản đó bất kỳ thôi và không phân biệt ba học sinh đó như thế nào cho nên mình chỉ cần lấy tổ hợp thôi mình không có lấy chỉnh hợp chỉnh hợp là mình phải sắp xếp à, cho nên đáp án chính xác là câu a rất là hay ok phúc phải hiểu ha nhưng mà anh giải thích vậy em hiểu không mình không có sắp xếp gì trong ba học sinh này cả cứ lấy ra ba người là xong được không còn trừ khi cái bài nó lấy ra ba người nam à, người thứ nhất làm lớp trưởng người thứ hai lớp phó người thứ ba bình thường được không đó rồi anh em 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 chưa hiểu là tại sao nó nhân mà nó không phải là cộng anh ừ tại sao nó nhân mà không phải cộng ví dụ anh 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 nói cho bạn hiểu như này là là đơn giản nhất bạn có 15 học sinh nam à, bạn lấy ra ba đứa lấy ba đứa là một cách thứ nhất chọn của nam vậy thôi ba đứa tuy nhiên học sinh nữ bạn có 12 nữ bạn có 12 nữ à, thì bạn có rất là nhiều cách à, bạn chọn đại ra hai người bạn chọn đại ra hai người thì ví dụ anh chỉ cần ví dụ đơn giản thôi đầu tiên bạn lấy nam trước bạn lấy ra ba người nam trước thì bạn có ví dụ như nữ có mấy chục cách đó thì bạn có thể ghép được với uh, cặp này cặp kia cặp nọ vân vân à, hiểu không dạ yeah. rồi bạn nam bạn lấy thêm ba người kế tiếp bạn có thể ghép tương tự ghép với những cái cặp tương tự như vậy cứ ghép hoài luôn thì đây là chọn nam trước chọn nữ sao dạ ạ rồi câu 32 Đó Rất là dễ Cái câu 32 này thì cũng dễ với Trang Dễ với Trang sao đâu con này ai ai giải được con này hay ấy con này không khó lắm tại vì đề nó yêu cầu là tính xác suất các bạn tính xác suất thì bạn phải kể ra bạn tính không gian mẫu trước còn tính những cái trường hợp của nó sao không gian mẫu thì sao trong trường hợp này không gian mẫu là có bao nhiêu cách chọn ở đây mình có bao nhiêu cây bút thì, 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 thì chọn ra thôi và này nó có yêu cầu thứ tự gì không không thì mình sẽ chọn sao c mười bốn ba c mười bốn ba tức là trong mười bốn cái bút này nè lấy lấy trong một hộp đơn giản là vì nó có một hộp một hộp tức là nó nằm trong cái hộp đó thôi nó nằm trong cái hộp đó thôi Và trong cây này, trong cái hộp này có bốn cây bút thì mình lấy đại ra ba cây thì là c mười bốn ba các bạn hiểu không à, mà trong 14 cây đó thì có 7 tím, bốn xanh, một đỏ. Bây giờ đầu tiên bạn tính xác sức để bạn lấy được một cây viết tím đi. Rồi xác sức để bạn lấy một cây xanh nữa, rồi xác sức sau đó bạn lấy thêm một cây đỏ nữa. Thì bạn tính sao? Đầu tiên là xác sức lấy một cây xanh cây tím đi. Lấy một cây tím. Lấy một cái tím. thách thức để lấy ra một cái tím C71 C71 Cái dạ. Để gì nữa Nhân cho C41 Nhân cho C41 Đúng rồi Cái gì nữa Rồi nhân cho C31 Nhân cho C31 luôn Giờ lấy máy bấm thử coi dạ. C71 bằng mấy C71 bằng mấy Bằng 7 đúng rồi c 1 thì bằng bằng nó thôi nó chia cho 14 c 3 là xong ha à. cho 3 phần 13 đáp án là a ha thực sự ra nó nó chỉ tới đây thôi các bạn à, những cái bài mà xác sức á anh anh, anh 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 theo kinh nghiệm của anh thì nó chỉ tới đây thôi nó tới đây là nó nó kết thúc rồi tức là nó nó tới đây cái là nó không có nâng cao lên nữa bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó cũng vậy à, những cái bài xác sức đóng kê nó nó tầm này tại vì nâng lên nữa không không nâng nổi à, toán thì ví dụ như gọi là bài toán dễ là sao là bạn chỉ làm một bước thôi bạn đọc cái đề cái này là bạn làm một phép tính cái là nó ra còn bài toán trung bình thì bạn làm hai phép tính bài toán khó thì ba bốn năm sáu bảy phép tính đúng không ba bốn năm sáu bảy phép tính À, như cái bài toán này được dạng là trung bình đầu tiên bạn phải tính cái không gian mẫu sau đó bạn tính từng cái tức <laughs> là nó không khó lắm nó tại từng cái này nó 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 là một mà nó tương tự ba cái thôi ba cái thì nó tương tự nhau thôi chứ đâu có gì đâu cho nên á dễ bài toán này là bài toán trung bình thôi không có khó lắm <laughs> bài này thì dễ quá dễ hình cái là ra luôn các bạn ở ờ, bạn tự vẽ tay phát họa cái là ra thôi rồi phương trình sin x bằng không có nghiệm là ôi trời ơi à, cái bài số ba mươi này nè cái phương trình sin x bằng không á, á những cái phương trình này nó quá dễ rồi phải nói là quá dễ rồi à, thì cách làm của các bạn á, cũng dễ tương tự à, như anh đã từng nói đó lượng giác thì cứ vẽ cái đường tròn lượng giác ra cái là xong sin x bằng không nè à, vị trí này là sin bằng một nè ờ ờ ờ xin bằng không thì nó nằm đây nè à, có vòng một nè xin bằng không trục này là cục xin nè trục này trục xin xin à, bằng không thì nó nằm đây à, thì mình có hai cái vị trí này thì đọc sao bạn hai vị trí này thì bạn phải có một cái hội nghiệm nào mà lấy hai vị trí này đọc đọc cho anh nghe thử coi họ nghiệm là gì gì họ nghiệm gì không gì không cộng KB. Ừ, Kabi Nửa vòng tròn thôi các bạn BG2 là bỏ nè, BG2 là lấy ngay cái điểm này nè BG2 là bỏ nè, K2B là bỏ nè Tại vì nó K2B là chỉ lấy cái điểm này thôi Rồi không cộng K2B á Lấy điểm này thôi à. Tức là Tức là cái bài này anh muốn nói bạn Nó dễ đến cái mức là bạn chỉ cần vẽ cái đồ thị đồ vẽ cái đường tròn lượng giác Cái là bạn giải được nó liền Bài này mình giải rồi ha Có 35 giải rồi Có 36 36 này mình cũng giải rồi đúng không Số tam giác có đỉnh trong các điểm đã cho là Là câu B đó đúng không Ôi Đúng gần hết nha Hơi bị cao điểm ấy. Trong mặt khoảng OD Ảnh có điểm M Qua phép quay Này là nhiêu Bài này thì bạn cứ vẽ Vẽ ra Rồi bạn quay 90 độ bạn Quay 90 độ là quay Lên danh kia Là ra Ra dễ Bạn cứ vẽ ra là bạn thấy thôi Nhất là những cái uh, tập mà bạn có Oli á Bạn vẽ cái này ra cái là bạn lụm lúa liền Dễ lắm rồi Công an 8 Cho tập này Ai à, có thể lập bao nhiêu số tự nhiên Còn 4 chữ số đôi 1 khác nhau Ôi trời Bài này giải sao các bạn Bài này không có số 0 luôn á Sao Phúc hỏi, hỏi Phúc con này Phúc trả lời được là hay đấy Ngon đấy Phúc Gắn suy nghĩ trả con này thử coi 6B4 6 4 Đúng rồi Đúng rồi đúng rồi. 6b4. Ran 60. Câu D đúng rồi. Dễ mà đúng không? B là tại vì mình à sắp xếp nó thì nó sẽ tạo ra một cái lựa chọn mới. Rồi câu 39. Hình bác quái điều. À, có tâm điểm ô, hình vẽ qua đây này. quay góc 135 độ. Ôi trời, bài này thì đi, đi làm rồi. Quay 135 độ là quay như sao? Hình 8, 8, 8 góc lấy 360, chia 8 ra 45 độ một góc à, Thì quay cái này Này là 180 độ rồi Trừ 45, 135 là quay tới đây tiểu điểm A thành điểm D thôi Quay gì? 135 độ là quay cùng Ủa ngược chiều kia đồng hồ à, Dễ đường tròn đường giác ra là mình biết liền cái gì Từ điểm 0 là nằm ngang nè Đi ngược chiều kia đồng hồ thành dương Nhưng mà đi cùng chiều kia đồng hồ thì nó sẽ là âm ha à, thì thằng A này nó sẽ đi ngược chiều kia đồng hồ nó ngược chiều kia đồng hồ là nó A nó sẽ đi thành D thôi và câu cuối cùng hàm nào là hàm chẳng ôi xong rồi hàm chẳng là là câu A ha có đói có đói xin bù phụ chéo hàm chẳng là hàm có anh sau Phúc. hàm chẳng là hàm sau. hàm chẳng là làm sao tinh 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 mất hư hả mất hư hả hân giờ là hàm dưới chẳng là hàm số là của trừ x sẽ bằng f f ví dụ câu b câu b f của gì tức là câu b f trừ x nó sẽ là nhiêu à để làm gì vậy, Thì nó sẽ là trừ sin trên trừ sin đi trên x với 2. x chia 2 với trừ sin x chia 2 chứ. À. Ừ. Thì nó 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 bằng uh, trừ fx ha. Dạ. À. Nó là hàm lẻ đúng không? Tương tự câu C câu D ha. Rồi. À ví dụ như câu A nè chúng à, ta có cái hàm số fx của chúng ta đó fx của chúng ta đó là bằng cos x à, thì chúng ta lấy f của trừ x thì chỗ nào có x thì thay bằng trừ x thôi f học thì chỗ nào có x hay là một chỗ nào năm thì chỗ nào có x hay là là năm f trừ x cũng vậy bằng cos của cos của trừ x mà cos của trừ x thì người ta nói cos đối sinh bù phụ chéo cos đối tức là cos trừ x sẽ luôn luôn bằng bằng cos x mình nhìn lên đường tròn lượng giác là biết rồi Đây Code của cái góc trừ alpha này nè Code của góc trừ alpha này Alpha này Code của góc trừ alpha Đây là góc alpha nè Đây là góc trừ alpha nè Thì code của góc trừ alpha thì nó bằng gì Cũng bằng code của góc alpha thôi Nó vẫn bằng Cái này chiếu xuống Vô code nó vẫn bằng à, Nhưng mà sin của góc alpha Và sin của trừ alpha như thế nào Sin alpha thì đây Xin alpha là đây, góc alpha nè, xin alpha là đây. Nhưng mà xin của trừ alpha thì bằng bằng ngược lại đó. thì ta mới nói là Cót đối xin bù phụ chéo à. chỉ có rằng có đối thì nó bằng nhau thôi à, thì f của trừ x bằng bằng đó bằng có ít mà có ít thì bằng bằng f ít cho nên nó f trừ x bằng f ít đấy có ít nè có x bằng f ít nè cho nên đó là hàm số chẵn rồi ok vậy thôi ha rồi chúng ta kết thúc cái 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 này thì... bữa nay rồi ngày mai á các bạn À, nếu á, mà các bạn có đề của nhóm 2 à, và những cái câu nào mà các bạn khó các bạn cứ đăng lên trên nhóm và cùng nhau giải. Nếu mà giải không được thì anh sẽ giải dành một buổi nữa thôi. Anh anh sẽ không có dành nhiều thời gian để mà anh 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 đi tiếp cái đề này nữa đâu. À, mà chúng ta sẽ phải tranh thủ chúng ta học tiếp cái phần nội dung mà chúng ta học. Chúng ta phải đi trước trường thì vô trường mình học mới mới hiểu được. Vậy ha. Rồi chào các bạn để anh đúp cái video này lên. Dạ. Ok. Hình như nay nay có điểm hết luôn rồi ấy anh. Ừ. ừ vậy thì 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 có điểm thôi